chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Bão số 3 có thể mạnh tới cấp siêu bão, khi nào đổ bộ vào đất liền? Bão số 3 có cường độ rất mạnh, có thể mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo khoảng chiều tối mùng 7 tháng 9, bão đổ bộ vào đất liền Bắc Bộ. Chiều mùng 4 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đã chủ trì cuộc họp ứng phó với bão số 3, tên quốc tế bão Iagi. Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 14 giờ chiều nay, bão số 3 còn cách đảo Hải Nam 710 km, cường độ cấp 12, giật cấp 15. Như vậy, sau 24 giờ, kể từ khi bão vào Biển Đông, bão đã tăng 4 cấp. Theo ông Khiêm, hiện trên Biển Đông đang có nhiều điều kiện để tạo thuận lợi cho bão mạnh lên. Các dự báo đều nhận định bão tiếp tục mạnh lên khi đến gần đảo Hải Nam Trung Quốc. Các dự báo quốc tế nhận định bão sẽ còn tiếp tục mạnh lên cấp 16, thậm chí cao hơn. Việt Nam cũng nhận định bão sẽ mạnh lên cấp 15. Khi đạt cấp siêu bão, sẽ gây ra nhiều tác động, khi đó có thể phải điều chỉnh lại các phương án phòng chống thiên tai, ông Khiêm nói. Theo cơ quan khí tượng, khoảng đêm mùng 6 tháng 9, bão vào vịnh Bắc Bộ ở cấp 12, 13, giật cấp 15. Vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 10, 11, giật cấp 12. Từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 9, sẽ có mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, với lượng mưa dự báo đến 200-300mm, có nơi trên 500mm, nguy cơ rất cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Ông Khiêm cho biết, một khả năng khác là bão lệch lên phía Bắc, đi dọc ven biển Quảng Tây Trung Quốc thì những tác động về mưa gió sẽ giảm hơn. Tuy vậy, kịch bản này ít có khả năng hơn. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão số 3 tương tự với bão Kanmaezi năm 2014, bão Talim năm 2023. Về tác động gió mạnh, trong ngày hôm nay, mùng 4 tháng 9, bão số 3 tiếp tục gây gió mạnh cấp 11, 13, giật cấp 16 ở vùng biển Bắc Biển Đông. Từ ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 9, bão duy trì cường độ mạnh 14, 15, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Từ đêm mùng 6 tháng 9, vùng biển ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh dần lên cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Từ trưa vào chiều mùng 7 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 10, 11. Trên đất liền, từ gần trưa vào chiều mùng 7 tháng 9, từ Quảng Ninh, Hà Tĩnh, trong đó Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình là 5 tỉnh, thành phố dự báo chịu tác động của bão mạnh nhất. Gió vùng ven biển gần tâm bão có thể lên tới cấp 9, 11, giật cấp 13. Nếu bão đi lệch Bắc thì tác động yếu hơn. Nhận định về sóng biển trong bão số 3, khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 7-9m, sau tăng 9-11m. Ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, bao gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 5-7m. Từ chiều ngày 6 tháng 9, sóng bắt đầu cao trên 3m. Vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Nghệ An từ 3-5m. Báo cáo về công tác ứng phó bão, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 50.000 tàu cá với hơn 200.000 người, trong đó có 557 tàu, hơn 3.000 người đang hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, khu vực nguy hiểm. Các phương tiện đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú. Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định dự kiến sẽ cấm biển từ ngày 6 tháng 9. Ngoài ra, khu vực ven biển trên các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An hiện có 49.380 ha, 19.144 lồng bè và 3.806 chổi canh nuôi thủy sản. Nguy cơ rất cao bị thiệt hại khi bão vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12, 13, giật cấp 16. Bão số 3 có cường độ rất mạnh, giật cấp 17, hướng vào miền Bắc. Bão số 3 có cường độ rất mạnh, có thể đạt cấp 14, giật cấp 7, sóng biển cao từ 7-9m, đang di chuyển rất nhanh, hướng vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Toàn bộ các tỉnh ven biển Bắc Bộ có khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp. Theo bản tin mới nhất lúc 8 giờ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão số 3, bão Iagi, ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 770 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103-117 km/h,
giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 520 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/h và di chuyển vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây khoảng 10 đến 15 km/h. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 15 đến 20 km/h. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Từ ngày 5 đến 6 tháng 9, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Gió mạnh có thể lên tới cấp 14, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão 4 đến 6 mét. Từ ngày 5 đến 6 tháng 9, có thể tăng dần lên 7 đến 9 mét. Biển động dữ dội, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm qua 3 tháng 9 đã đưa dự báo hai kịch bản xảy ra với bão số 3. Kịch bản thứ nhất, bão số 3 có khả năng di chuyển lên phía bắc ở khu vực bắc của đảo Hải Nam Trung Quốc và di chuyển vào khu vực phía bắc Vịnh Bắc Bộ vào khoảng từ đêm 6 tháng 9 đến rạng sáng 7 tháng 9. Kịch bản thứ hai cũng có khả năng xảy ra là khi buổi chiều 6 tháng 9, bão số 3 đổi hướng về phía tây nam và đi vòng về phía nam của đảo Hải Nam và đi vào vùng biển phía nam của Vịnh Bắc Bộ. Như vậy, điểm đổ bộ của bão số 3 sẽ khác đi. Theo ông Vũ Anh Tuấn, với hai kịch bản nêu trên, cho đến thời điểm hiện tại, bão số 3 đều có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Nhận định bão số 3 là cơn bão rất mạnh, ngoài ảnh hưởng của gió mạnh trong bão, thì bão số 3 có khả năng gây sóng cao 7-9 mét, có khả năng đánh chìm các tàu tải trọng lớn. Khi bão vào đất liền, hoàn lưu bão rất rộng, gây gió mạnh dọc theo các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nếu bão số 3 đổ bộ theo kịch bản 1, sẽ gây mưa to cho khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên, nếu bão đổ bộ theo kịch bản 2, sẽ gây mưa to lan rộng từ Bắc Bộ tới tận Thừa Thiên Huế. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng, lũ, lũ quét, sạt lở đất, chuyên gia khí tượng cảnh báo. Hải Phòng, Quảng Ninh ra công điện khẩn phòng chống bão số 3. Thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã ra công điện triển khai ứng phó bão số 3 Yagi với phương châm 4 tại chỗ, không để bị động, bất ngờ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Sáng ngày 4 tháng 9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, vừa có công điện 05 về việc khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3 năm 2024, bão Yagi. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện và các sở ngành, cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan lơ là, chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất các điều kiện để chủ động triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn về người và tài sản, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lớn để đảm bảo an toàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và kiểm đếm bằng mọi biện pháp, thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Tuyệt đối không để người trên các tàu thuyền lồng bè, chòi canh thủy sản khi có gió mạnh hoặc bão đổ bộ. Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai của Ủy ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, căn cứ diễn biến của bão, chủ động xác định thời điểm thông báo cấm biển và tạm dừng các hoạt động vận tải đường thủy nội địa, cầu qua sông, hệ thống cáp treo, khu vui chơi giải trí tại các khu du lịch biển. Trước đó,
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành công điện số 03 về chủ động ứng phó với bão số 3. Công điện nêu rõ, để chủ động ứng phó với bão theo tinh thần, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương và thủ trưởng các sở ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng chống bão theo phương châm 3 trước, 4 tại chỗ. Bí thư cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn, địa bàn để tổ chức kiểm tra, tập trung chỉ đạo phòng chống mưa bão trên địa bàn và chịu trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra thiệt hại về người, tài sản của người dân do lơ là chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Chi cục thủy sản phối hợp với Ủy ban Nhân dân các địa phương ven biển nắm chắc tình hình tàu thuyền, đặc biệt là tàu xa bờ, và thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động về nơi tránh trú, không đi vào vùng nguy hiểm. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo cảng vụ đường thủy nội địa ra soát, nắm chắc số lượng tàu du lịch, sẵn sàng thực hiện cấm biển khi có yêu cầu. Ngoài ra, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, tránh trú tại các bến, khu neo đậu. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc ra soát các phương án phòng chống thiên tai đối với các khu vực khai thác hầm lò, bãi thải, các vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở khi có mưa lớn trên địa bàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.